Ruby xin chào các bạn, đây là video suy ngẫm và cũng là câu trả lời cho những thắc mắc. Vì sao gọi sư Minh Tuệ là Phật sống mà sao thiên tai lũ quét xảy ra nhiều thế? Một chị đã trả lời câu hỏi này rất hay, mời các bạn cùng nghe và cho nhận xét nhé. Bạn nói là từ ngày mà có Phật sống tới giờ thì nước của ta xảy ra nhiều chuyện thiên tai, động đất, những cái chuyện khủng khiếp ở trên cõi đời này. Vì Phật sống hiện ra để làm gì hả? Mình nói cho bạn biết này nha, bạn biết Phật sống hiện ra để làm gì không? Dù cho bạn tu hành, bạn có đắc quả, bạn đắc đạo đi chăng nữa thì bạn vẫn phải chết nha bạn. Tại vì cái thân này là bạn vay mượn. Cái thân này là do đất, nước, gió, lửa nó hợp thành. Đất là chất cứng ở trong thân đó. Nước là chất ướt ở trong thân đó. Gió là hơi thở, là hành vi cử chỉ của mình đó. Lửa là hơi ấm của ta đó. Bốn cái đó nó hòa lại mới có được cái thân này. Chúng ta mượn gạo, mượn cá, mượn thịt, mượn rau, củ quả để ta ăn, ta nuôi cái thân này. Thì ta sống thì ta nhất định phải chết thôi. Dù bạn có tu đắc quả bạn cũng sẽ phải chết, mà bạn không tu thì bạn cũng phải chết. Tức là người tu cũng phải chết, người không tu rồi cũng sẽ phải chết. Ông Phật cũng còn phải chết nha bạn. Đức Bổn Sư Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, là thầy của trời người mà ngài vẫn chết, huống chi là chúng sanh của chúng ta. Rồi bạn muốn biết tại sao mà ông thầy Minh Tuệ ông xuất hiện như vậy đó mà lại gây ra bão tố phong ba nhiều như vậy á? Bạn nói từ ngày ông xuất hiện giờ lại gây ra bão tố phong ba nhiều như vậy đó, là nguyên nhân vậy là như thế nào? Ngài xuất hiện đấy để làm chi? Để mình muốn nói cho bạn biết nè. Ngài Minh Tuệ xuất hiện để nhắc nhở chúng ta phải đi theo con đường tu hành chân chánh, phải đi theo con đường giữ giới hạnh thanh tịnh. Và tất cả vạn vật ở trên cõi đời này, nhà, cửa, xe, cộ, vợ chồng, con cái, cha, mẹ, chị em, vui, buồn, khổ, sướng, được, mất, sống, chết, tất cả nó đều là vô thường, là vô ngã, là duyên hợp, là giả tạm rồi hoại diệt. Ngài hiện hữu lên như vậy để cho ta thấy, ta biết, để ta tu theo Ngài. Dù ta tu tại gia hay tu xuất gia, ta cũng phải giữ giới hạnh thanh tịnh, nỗ lực tinh tấn tu hành, buông xả hết tất cả những cái thứ giả tạm ở trên thế gian này. Vì ở trên thế gian này, những thứ mà các bạn nhìn thấy được, các bạn thấy được, các bạn sờ được, nó chỉ là giả thôi. Tất cả nó là phương tiện thôi. Cái mà các bạn không nhìn, không thấy được thì nó mặc thử là trường tồn. Các bạn nên nhớ nè, núi dù cho nó to đến đâu nó cũng sẽ bị sạt, bị lở và bị sập. Nhà cửa dù các bạn có cắt bao nhiêu tỷ, cung vàng, điện ngọc của mấy ông vua ngày xưa giờ cũng có còn đâu. Nó đều là vô thường, là vô ngã, là hoại diệt hết. Nhưng có cái nó không có hình, nó không có tướng, nhưng nó bất hoại, nó trường tồn. Bão cũng không làm gì được nó nè, sóng thần cũng không làm gì được nó nè, thiên tai động đất cũng không làm gì được nó nè, dù cho lửa đốt cũng không làm gì được nó. Đó chính là cái hư không đó các bạn. Hư không, không ai làm gì được nó hết. Nó không hình, nó không tướng, nhưng nó trường tồn, nó vĩnh viễn, nó không bao giờ mất. Còn những thứ có hình, có tướng, nhà, cửa, xe, cộ, đất đai, sông, núi gì đều là hư hoại, đều là duyên hợp, đều là giả tạm hết. Bởi vậy, Đức Phật muốn chỉ cho ta cái gì? Đức Phật muốn chỉ cho ta biết rằng là nhà lầu, xe hơi, giàu nghèo, khôn ngu, bác sĩ, kỹ sư, quan chức, chính phủ, tổng thống, vân vân, tất cả những cái vị đó, ai rồi cũng sẽ đi theo cái lực vô thường của duyên hợp giả tạm của thế gian này rồi sẽ chết. Không có ai mà tồn tại mãi hết. Nhưng có một cái vĩnh viễn không bao giờ mất, đó chính là Phật tánh của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có một Phật tánh bất sanh, bất diệt, trường tồn, vĩnh viễn không bao giờ mất. Nó không có hình, nó không có tướng, nhưng nó luôn luôn thường hằng, thường biết. Nó không bao giờ bị bất kỳ một cái ngọn lửa, một cái sóng thần nào, một cái động đất nào có thể giết hại được nó. Dầu trời có thể sập, núi có thể tan, tất cả cái thế giới này nó có thể tan hoại, nhưng Phật tánh của chúng ta thì sẽ không bao giờ tan hoại. Đức Phật muốn chỉ cho mình biết, Ngài Minh Tuệ muốn chỉ cho mình biết cái sự Phật tánh ở trong tâm của người của chúng ta, để chúng ta quay về với cái thật mà không có dính mắc vào cái giả. Đó là đừng có dính mắc vào cái tiền tài vật chất, nhà cửa, xe cộ, vợ con, cái sung sướng, cái hưởng thụ của thế gian này. Tức là ta sống, ta vẫn sống bình thường, nhưng ta đừng có vì tiền mà tạo nghiệp, đừng có vì tình yêu nam nữ, đừng có vì những cái chuyện lợi ích cho bản thân của mình mà hại chúng sanh đau khổ. Đừng có vì những thức ăn ngon mà giết hại những chúng sanh để ăn cho ngon miệng, cho thỏa dạ của mình. Mình sống mình phải hiểu, sống thì sống chứ đừng có dính mắc. Tất cả các pháp nó không có cái gì là thật hết, nó không có cái gì là thật hết. Nên Đức Phật khuyên chúng ta buông bỏ cái giả để quay về với cái chân thật của mình. Cái chân thật nó bất biến, nó không hình không tướng, nhưng nó trường tồn, nó mãi mãi không có ai có thể ăn cướp ăn trộm hoặc giật giành nó được, hoặc là có ai có thể giết hại nó được, hoặc là không có ai mà có thể mà làm hại cái Phật tánh của chúng ta được hết. Đức Phật chỉ cho chúng ta quay về cái chân thật đó để mà sống. Cái chân thật đó mới thật sự là vĩnh viễn, là trường tồn mà không bao giờ hoại diệt được các bạn. Ngài Minh Tuệ, Ngài xuất hiện để Ngài chỉ cho chúng ta biết thế nào là giới hạnh. Các bạn thấy không? Lúc chưa có Ngài Minh Tuệ,
Người ta tu người ta đâu có biết giữ giới đâu các bạn. Có những vị thầy chùa họ tu hành mà giới hạnh họ còn không giữ nữa kìa. Cho nên á, Ngài Minh Tuệ Ngài xuất hiện để Ngài chỉ cho chúng ta, nếu muốn tu hành thật sự thì phải quay về, phải có giới, phải có định và phải có tệ. Mình có giới lực á, thì mình mới có được định. Mà khi mình có được định rồi thì mình mới có trí tệ. Mà khi các bạn có trí tệ rồi thì các bạn mới nhìn, các bạn mới hiểu biết được là tất cả vạn pháp là vô thường, là vô ngã, là không thật. Nó luôn luôn biến đổi từng sát na. Cái thân của ta nó luôn luôn biến đổi. Nhà cửa của chúng ta, con cái của chúng ta, tất cả cảnh tượng ở trên cõi đời này, đất đai, sông núi đồ, nó đều đều luôn luôn biến, luôn luôn là biến hiện từng sát na, luôn luôn biến đổi từng sát na, từng giây, từng phút, từng giờ. Không bao giờ mà cái gì mà nó đứng một yên một chỗ hết trơn các bạn. Đức Phật dạy chúng ta giống như cái tảng nước đá vậy đó. Các bạn á, ôm nó, các bạn muốn cho nó là đừng có tan rã. Được không? Không. Đó chính là hành động của một kẻ ngu. Nếu như các bạn ôm cái tảng nước đá mà các bạn cho rằng cái tảng nước đá này nó đừng có tan, các bạn mà biểu nó đừng có tan, hoặc là các bạn dùng cái thằng chú gì đó hoặc cái câu niệm Phật nó kêu đừng có tan thì nó không tan được không? Không. Cái đó là hành động của một kẻ vô minh. Thì tất cả tài sản của chúng ta, thân thể của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, con cái chúng ta, nó cũng vô thường, nó luôn luôn biến đổi và tan hoại giống như cái tảng nước đá vậy đó các bạn. Tất cả các pháp nó đều là vô thường, là vô ngã, là không thật, là duyên hợp, là giả tạm, gồ hoại diệt. Nó giống như cái tảng nước đá vậy, từ từ nó tan. Con người của chúng ta cũng vậy, dù tu cũng chết, dù không tu cũng chết. Nhưng ta biết được như thế nào? Khi mình tu á thì mình sẽ biết được là khi ta tu rồi thì cái thân xác này nó hoại, nhưng cái tánh Phật của ta không có hoại. Khi ta bỏ cái thân xác này rồi, nhờ cái sự tu tập của chúng ta, nhờ cái sự hiểu biết, nhờ cái sự trí tuệ, ta thấy, ta biết, không dính mắc vào các pháp đó. Khi ta buông xả cái thân này rồi thì cái thần thức của ta, cái Phật tánh của ta, nó sẽ sống với cái tâm chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nó trường tồn, nó bất biến, nó không bao giờ mất. Ngài Minh Tuệ xuất hiện để chỉ cho chúng ta biết cái sự kham nhẫn, cái sự chịu đựng, cái sự buông bỏ đó, để chúng ta nè biết thế nào gọi là tu, biết thế nào gọi là không tu. Ngài xuất hiện, Ngài chỉ cho ta biết thế nào là đạo đức, biết thế nào là nhẫn nhịn, biết thế nào là kham nhẫn, biết thế nào là không xả được tham sân si ở trong tâm của mình. Ngài xuất hiện để Ngài chỉ cho ta biết thế nào là ăn uống để cho đủ, không có cần dưỡng dục lại cho nhiều. Mình ăn uống đâu có cần bao nhiêu, mình đừng có gì những cái thức ăn nè, đừng có gì những miếng ngon giặt lạ nè, mà mình hại người này, mình hại người kia, mình hại người nọ. Thầy Minh Tuệ xuất hiện chỉ cho ta biết bao nhiêu là cái điều tốt đẹp. Còn cái vấn đề thiên tai, lũ lụt, sóng thần, tất cả những thứ đó đều là do nhân quả của tất cả mỗi chúng sanh đã tạo nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta gieo nhân nhiều đời nhiều kiếp, đến bây giờ tới chúng ta gặt quả. Bởi vì cho nên Đức Phật mới nói một câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát Ngài rất là sợ nhân nên Ngài không có dám gieo cái nhân gì xấu hết. Người ta nói chuyện là người ta nói chánh ngữ, người ta có cái chánh kiến, chánh tư duy. Bồ Tát á, Bồ Tát khi mà mở miệng ra, Bồ Tát đây không phải là Bồ Tát là tu hành thành Bồ Tát không đâu các bạn. Bồ Tát đây Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta là một người tu hành ở tại thế gian này, mà họ có cái tấm lòng từ bi, họ có cái tâm là giữ thân khẩu ý của họ, họ có cái tâm là giới định tuệ đàng hoàng, rồi khi họ nói ra là bằng những lời chánh ngữ, chánh tư duy. Họ không có nói những cái lời tà kiến, những cái lời ác kiến. Đó chính là Bồ Tát. Họ luôn sống với cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, cái tâm tha thứ, không bao giờ giết hại chúng sanh hoặc là một con vật nhỏ bé nào hết. Đó chính là Bồ Tát. Bồ Tát đó chính là Bồ Tát ở tại thế gian này đó các bạn. Bồ Tát sợ nhân chính là cái tâm Bồ Tát của một con người tu hành như vậy đó. Họ không bao giờ họ khởi lên cái tâm tà, cái tâm ác để mà khởi lên cái nhân xấu. Rồi chúng sanh sợ quả thì chúng sanh khi mà họ nhận cái hậu quả đó, khi mà cái quả đến với tất cả chúng sanh rồi, lúc đó chúng sanh mới sợ, lúc đó muộn rồi. Nếu mà mình thật sự mình sợ quả thì mình sẽ không bao giờ, ý nếu mà mình thật sự mình sợ nhân thì không bao giờ mà mình gieo cái nhân ác. Không được nói những lời làm cho chúng sanh buồn, chúng sanh khổ. Luôn luôn giữ cái thân khẩu ý của mình cho thanh tịnh thì đó chính là Bồ Tát sợ nhân. Còn chúng sanh sợ quả là chúng nhân không có sợ quả. Cứ nói xấu người ta, đặt điều vu khống hại người ta, rồi đến khi quả nó đến lúc nó hối hận muộn màng. Thì đó gọi là vô minh. Đó, tôi nói cho bạn biết đó. Tôi gửi cái này để cho bạn biết nè, là khi mà Ngài Minh Tuệ xuất hiện là dạy cho chúng tôi nè, biết được nè thế nào là nhẫn nè, kham nhẫn nè, thế nào là ăn uống nè để cho đủ nuôi cái thân này nè, thế nào là tiền tài vật chất, là cho chúng dạy cho chúng tôi biết được tiền tài vật chất là gì, chỉ là tạm bợ nên chúng tôi không dính mắc nè. Dạy cho chúng tôi biết được tất cả vạn pháp đều là vô thường vô ngã, nhưng chúng tôi buông xả hết, không có dính mắc vào ngoại cảnh, nỗ lực tinh tấn để tu tập. Đó, thầy Minh Tuệ dạy tôi như vậy đó. Cảm ơn các bạn đã nghe và xem video. Cảm thấy video hữu ích thì cho em xin một like, một đăng ký ủng hộ kênh nhé. Còn anh chị và các bạn có ý kiến gì thì để lại bình luận bên dưới nha. Em cảm ơn rất nhiều. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.